Được rất nhiều câu hỏi của anh chị, hãy đi review cực kỳ là chi tiết một chiếc xe Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid, như lại là màu trắng ngọc trai, nội thất đen thế hệ mới nhất 2024 hiện nay. Chi tiết hình ảnh là như thế nào? Giá niêm yết chỉ có 905 triệu đồng, màu trắng ngọc trai cộng thêm 8 triệu đồng thì thiết kế hoàn toàn mới của chiếc Cross Hybrid. Chi tiết cụ thể làm sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngay bây giờ. Đây là chiếc thiết kế ở phần phía đầu xe của Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid với mức giá niêm yết 905 triệu đồng. Xe sẽ có một cái mã màu mới, đó chính là màu xám ánh bạc. Và gì nữa, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trang bị khối động cơ 1.8 kết hợp và song song với động cơ điện cho khả năng tăng tốc mượt mà nhưng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và di chuyển cực kỳ êm ái với hộp số CVT vô cấp. Nào, chúng ta sẽ cùng đi đánh giá. Nào, từ phần phía đầu xe đi. Anh mày quay sẽ thấy được. Đầu tiên nhá, là cái phần camera 360 độ này thì Toyota đã cực kỳ là tỉ mỉ cũng như là ưu ái. Tất nhiên rồi, nhận diện ở bản Hybrid sẽ là logo Mecha màu xanh chìm cực kỳ sang trọng như thế này, thì Văn Hội đánh giá rất cao cái phần những cái đường gân dọc bám trên cái nền chrome như thế này này. Trông cái mặt ca lăng trông nó cảm giác nó sang xịn, đúng không ạ? Và những cái phần lưới tản nhiệt ở cái mặt ca lăng to bản như thế này, nó là những cái hình thang tổ ong như thế này, trông nó sẽ rất mới, hiện đại. Nếu đúng ra anh chị nào mà yêu thêm những cái xe Lexus ấy, thì nó sẽ là kiểu kiểu đó. Gọi là Toyota và Lexus thì chắc chắn rồi, cùng công ty với nhau thì nó sẽ thừa hưởng được những cái ưu ái cam 360. Và chúng ta có đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm trước, chỉ có trên phiên bản Hybrid mới được Toyota ưu ái đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm trước. Tất nhiên rồi, là giải đèn led ban ngày to bản, hai xi nhan tuần tự chúng ta vừa test từ lúc đầu clip, thì cụm đèn bi led cho cả chóa pha và chóa cốt đều được tích hợp. Chúng ta có những cái đường viền mạ chrome to bản như thế này, hai hệ thống đèn sương mù cũng dạng công nghệ led. Có thể nói tổng quan ở phần phía đầu xe, xe khác hoàn toàn với thế hệ trước. Trong khi đó những cái đường gân dập nổi trên nắp capo mạnh mẽ, khỏe khoắn như thế này, thì ở phía trên, anh chị nào nhớ ở thế hệ trước thì chúng ta chỉ có là cửa sổ trời, thì thế hệ hoàn toàn mới này của chúng ta đã là kính trần toàn cảnh. Nó sẽ chạy toàn bộ kính này, chạy hết ra phía sau. Anh chị thấy không ạ? Nó tuyệt vời không? Cực kỳ chi tiết, giá thì rẻ hơn, công nghệ thì nhiều hơn, an toàn hơn, phanh tay điện tử auto hold, hệ thống Toyota City Sense này, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động, trạch làn đường, bám đuổi xe, hỗ trợ giữ làn đường hay công nghệ đèn AH, tự động dừng pha, rất tuyệt vời. Phần phía đầu xe hay từ phía trên thân xe nó đẹp như vậy rồi, thì ở phần phía thân bên này chúng ta sẽ thấy cái điểm mới là gì nào? Tuyệt vời, đó chính là Toyota vẫn ưu ái một cái hệ thống la răng phay đúc lên đến tận 18 inch vẫn giữ lại, kết hợp với lốp Michelin như thế này. Cảm biến áp suất lốp vẫn được trang bị, hay như hệ thống phanh đĩa có lỗ thông gió, tích hợp những công nghệ an toàn ABS, EBD, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Thì chúng ta có tiếp, đó chính là cái phần logo này để thể hiện đây là phiên bản Hybrid HEV mà, Hybrid Engine Vehicle. Ok, chúng ta có tiếp hệ thống camera 360 độ. Với phiên bản 1.8V thì hệ thống cam 360 sẽ ở đây, nhưng riêng phiên bản Hybrid thì sẽ là ở phía ngoài anh chị nhá. Ở phía ngoài này thì giúp cái góc của chúng ta nhìn sẽ rộng hơn, rộng hơn anh chị ạ. Nó sẽ nhìn được cái không gian được rộng nhiều hơn, rất hay. Và hệ thống đèn led xi nhan trên gương này, hay như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang vẫn được giữ lại, tích hợp cực kỳ là cao cấp, giúp cho chúng ta lái xe an toàn hơn. Cụp gương tự động thì chắc chắn rồi, như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cụp gương đó, rất rõ ràng, chi tiết không ạ? Tay nắm cửa vẫn được trang bị cùng màu thân xe và có cái phần cảm ứng như thế này này. Đó, chúng ta bấm vào đây, bấm vào nhá. Văn Hội đang bấm cả chìa khóa. Trên chìa khóa đây, chìa khóa của chúng ta sẽ có 4 nút bấm, bao gồm nút khóa cửa, mở cửa, giữ 3 giây mở cốp điện.
và tìm xe. Vậy giữ 3 giây mở cốp điện thì có cốp có mở không ạ? Có mở anh chị ạ. Chắc chắn rồi. Đây là phần cốp điện phía sau của Toyota Corolla Cross, còn trang bị cả phần đá cốp dành tay như thế này cơ. Đó, một chạm thôi thì cốp sẽ đóng lại. Bê đồ đến, đeo chìa khóa ở người, đá cốp như thế này. Lùi ra, cốp tự mở lên. Thực quá lại hiện đại, an toàn. Chẳng may có người đang lùi húi ở đây. Chống kẹt không ạ? Chống kẹt rõ ràng luôn, rất nhẹ luôn, không hề đau hay như nào cả. Còn muốn khóa theo vị trí, chúng ta sẽ bấm, ví dụ đi du lịch, đi dã ngoại. Đây là chính là như là một cái gọi là cái mái hiên tre đi, ngồi rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hay chúng ta có thể đẩn lên, sau đó chúng ta nhớ vị trí này, chúng ta giữ lâu, kêu tít tít, đó, kêu liên tục để chúng khóa vị trí cao nhất, khóa vị trí ý muốn. Chúng ta có luôn là cái khay che hành lý này. Ok, chúng ta có lốp sơ cua này, kích tuýp lốp tay quay đầy đủ này, rất rõ ràng luôn đúng không ạ? Chúng ta có gì nào? 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau. 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau. Văn Hội quay rất chi tiết chiếc xe này. Để anh chị nào mà có nhu cầu mua thì chỉ cần liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn xe của tôi ship xe tận nhà luôn. Hybrid này. Logo Hybrid thể hiện này. Màu xanh này của bản Hybrid này. Tổng quan phần phía đuôi xe đây. Đây đó chính là tổng quan chi tiết đuôi sau. Anh chị thấy sự khác biệt gì không ạ? Khác biệt đây này, đèn hậu. Đèn hậu chúng ta có thêm những cái phần chóa bạc này, chóa bạc như thế này nhá. Ở sau là chúng ta tỉ mỉ đi ạ. 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau thì những cái đường gân này, anh chị nhìn những cái đường gân này, nó sẽ giúp trong cái ba đợt sốc sau nó chắc, anh chị nhìn nhá. Và nó ấn như thế này này, cực chắc. Và những cái phần đèn phản quang, những cái ốp chrome để cho nó nổi bật hơn ở đây đúng không ạ? Chúng ta có gì ở đây nữa? Gạt mưa phía sau, đèn phanh trên cao, anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt. Nhiều cái nổi bật thay đổi rồi thì bên trong bao gồm là phanh tay điện tử, auto hold hay màn hình giải trí lên tận 10,1 inch và bảng đồng hồ 12,3 inch cùng nhiều công nghệ an toàn khác. Chi tiết là như thế nào? Chúng ta hãy vào bên trong. Trung bình 3,67 lít. Chúng ta sẽ tiến hơn. 3,67 lít. Nhưng trong đô thị này chỉ có 3,01 lít. 3,01 lít anh chị nhá. Ngoài đô thị 4,05 lít. À, thế là thế hệ mới này, động cơ tinh chỉnh lại thì Toyota Corolla Cross còn tiết kiệm hơn cả thế hệ tiền nhiệm cơ. Rất hay luôn. Nắp bình xăng ở bên này Văn Hội đánh giá rất cao này. Nó tiện mở lắm. Bên trong tapi cửa, đóng cửa này. Chắc, cực kỳ chắc luôn cả đường sau này. Cực chắc. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong ngay bây giờ. Đang ngồi bên trong tổng quan chi tiết của chiếc Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid xăng lai điện 3,01 lít. Quá tiết kiệm nhiên liệu. Thì phần tapi này, anh chị nhìn thấy cái mới không? Da màu nâu này. Văn Hội rất thích cái da này nhá. Da màu nâu ở nội thất. Chúng ta sẽ có nội thất màu đen và nội thất màu đỏ. Đó chính là hai tông màu nội thất để chúng ta lựa chọn ở thế hệ mới nhất này. Chúng ta có gì nào? 4 kính auto một chạm. 4 kính auto một chạm này. Tiếp đến này, mặt gương chỉnh điện này, cụp điện này, bảng ở cái phần tapi này to rộng này, cốc này, hay báng tay cầm này, sơn mạ bạc này, kính góc này. Thì chúng ta ở đây thì còn có gì nữa? Đây mới quay gần vào đây. Chỉnh góc đèn theo số lượng người ngồi, đèn AH tự động dương pha, chip Odo, chip A, chip B hoặc tổng số quãng đường đi. Ở đây ghế điện lên tận 8 hướng. Và cái phần ghế này Văn Hội đánh giá cao ở cái phần nhân trắc học. Có nghĩa là nhân trắc học là gì ạ? Cái be thành ghế này, anh chị nhìn thấy nó dày. Nó dày cũng như cái phần ghế này, khi anh chị ngồi ấy, lái nó rất là đầm chắc, mà khi mà vào cái khóc cua nó không bị văng. Đấy đó chính là tính nhân trắc học của cái hệ thống ghế của Toyota. Ghế ngồi có lỗ thông khí. Ở giữa này chúng ta có lỗ thông khí nhá. Đây, vô lăng không bọc da, phanh tay điện tử thì đây rồi, màn hình lên 10,1 inch đây rồi, bảng đồng hồ tablo 12,3 inch đây rồi. Thì ở bên trong nó sẽ là như thế nào, nó đẹp ra làm sao, anh ấy quay sẽ ngồi bên trong ngay bây giờ. Tuyệt vời anh chị ơi. Để vào một cái
sạc không dây ngay, sạc luôn đúng không ạ? Nổi bật tiếp theo, màn hình giải trí lên đến tận 10,1 inch, kết nối CarPlay, Android Auto hay camera 360 độ, quét tổng quan, con hội đang mở cửa như thế này. Nó sẽ quét, quay tổng quan chiếc xe của chúng ta, kiểm tra. Và màn hình tablo lên đến 12,3 inch, điều hòa hai vùng độc lập. Chúng ta sẽ đi từng phần nhé. Đầu tiên đi, chúng ta đến với cái màn hình digital ở bảng đồng hồ trung tâm. Khi mà chúng ta đã chọn được những cái giao diện khác nhau, chúng ta sẽ thay đổi được nhá. Anh chị nhìn này, đó, nó thay đổi từng phần một, setup rất khác nhau luôn. Tiếp tục nữa là gì nào? Chúng ta lựa chọn được cái kiểu hiển thị khác nhau. Bên trái vẫn là đồng hồ vòng tua động cơ hay là chế độ lái Eco Power Hybrid. Ở giữa đồng hồ km điện tử và các cảnh báo phụ trợ. Thì chúng ta có bên phải này là đồng hồ digital, nhưng nó sẽ kiểu dạng đồng hiển thị analog. Và cái sạc pin, nổ máy hay không nổ máy, nó sẽ thể hiện động cơ truyền tải lại, hay là những cái bánh xe này cũng tạo từ nhiệt năng của phanh sang là điện năng. Thì chúng ta có gì ở đây nữa nào? Đèn tự động nhá, đèn thì full LED rồi, tự động rồi đúng không ạ? Rộng rãi nhá. Trên này nào, chúng ta có gạt mưa tự động auto, điều khiển volume trên vô lăng, kích hoạt giọng nói, trở về của màn hình lớp layer, thoại rảnh tay. Thì chúng ta có hệ thống Toyota Safety Sense bao gồm là tiền va chạm, lệch làn đường, giữ làn đường, cruise control, DRCC, mode AM, FM, Bluetooth. Thì chúng ta có next bài. Đấy, cho nhỏ tiếng lại nhá. Ở đây nào, quay sang bên với cái màn hình giải trí, chúng ta có màn hình kết nối CarPlay Android Auto lên tận 10,1 inch. Nó sẽ to hơn, giải trí được nhiều hơn, nhưng hay nhất đó chính là nó kết nối được không dây anh chị ạ. Nó kết nối được không dây, và cái hiển thị của nó rất là chi tiết. Anh chị có thể nhìn thấy ở phần kết nối ở đây nhá, Bluetooth này, thêm thiết bị. Ở đây thì chúng ta cũng có thể vào phần cài đặt để chúng ta kết nối Bluetooth. Chúng ta sẽ đợi để tìm kiếm cái thiết bị mới. Ở đây như Văn Hội đây, Samsung đi, đúng không ạ? Đây là CarPlay Android Auto không dây. Chúng ta ấn ghép đôi, chúng ta chọn OK để xem rằng là bắt đầu ngay, cho phép. Toàn bộ cái màn hình của xe này này và màn hình của điện thoại này, nó sẽ đồng bộ lên với nhau. Anh chị nhìn thấy không ạ? Từ bản đồ dẫn đường, điều khiển hay nghe nhạc. Nghe nhạc đầy đủ. Tất nhiên chúng ta sẽ cho nhỏ lại, đúng không ạ? OK. Thì chúng ta còn để gọn được cái điện thoại vào đây, để sạc không dây này. Đó, anh chị thấy không? Sạc không dây ngay. Trong khi đó ở trên này, chúng ta vẫn điều khiển để sử dụng rất nhiều các ứng dụng khác nhau nhá. Từ YouTube Music, Zing MP3, Telegram, Map, bản đồ, dẫn đường đầy đủ hay chia màn hình ra để chúng ta tìm kiếm được. Rất tiện, hay điều khiển bằng giọng nói này. Cầu giấy. Anh chị thấy không ạ? Nó sẽ tìm ngay về cầu giấy. Điều khiển toàn bộ bằng giọng nói, hay như chúng ta điều khiển trực tiếp trên này luôn. Trên cái vô lăng này này. Đó. Điều hòa nào, chúng ta quay đến điều hòa đi. Điều hòa hai vùng độc lập khác nhau. Văn Hội thích 24 độ, bên này thích 22 độ. Khác nhau. Tính năng Eco Heat tiết kiệm khác nhau. Gì nữa nào? Chìa khóa thông minh. Đúng không ạ? Chìa khóa thông minh thì đâu? Đây, đây rồi anh chị ơi. Đây là chìa khóa này, với các phím này, logo này, nó còn nguyên ni lông luôn. Chúng ta có sạc không dây, hộp số CVT, tích hợp camera lùi nó rất nét ở hệ thống Cam360 này nhá. Cảm biến lùi, tiến lùi trước sau, 8 mắt, chế độ lái, các chế độ lái, driver mode này, EV mode, anh chị nhìn này, anh chị nhìn lên bảng đồng hồ này. Nó thay đổi các chế độ lái này, nhìn nó đẹp không? Thực sự là Eco Normal Power trên cái bảng đồng hồ này thì hết nước chấm luôn anh chị ạ. Quá đẹp luôn. Đó, chúng ta nhìn thấy chi tiết không ạ? Trên chiếc xe Toyota Cross mới này. Phanh tay điện tử,
Auto Hold. Đây là phanh tay điện tử rồi. Đó, anh chị nghe tiếng của phanh tay điện tử, nhả phanh, khóa phanh. Auto Hold. Auto Hold dùng như thế nào nào? Nhớ là đeo dây an toàn này. Nhớ đeo dây an toàn. Cắm vào đây. Chúng ta nổ máy đi. Đó. Chúng ta nổ máy nha, nó sẽ báo ngay đang nạp từ động cơ vào rồi. Vào số D. Bấm Auto Hold. Anh chị nhìn thấy chữ Hold này chưa? Bỏ phanh chân ra. Đây anh chị nhìn thấy Văn Hội bỏ chân rồi. Không hề chạm chân nào cả. Mà xe vẫn đang đứng tại chỗ đấy. Mà xe vẫn đang đứng tại chỗ. Vì sao ạ? Vì xe trang bị phanh tay điện tử tích hợp với tính năng Auto Hold. Rất đẹp luôn. Đây số D đây. Không phải bảo chúng ta test sai đúng không ạ? Số D đây rồi đúng không? R, số rùi, mo, D, B, P, parking, số đỗ, Auto Hold. Tắt bỏ Auto Hold, kích hoạt Auto Hold. Chỉ cần kích hoạt một lần thôi là sẽ nhớ cả cái hành trình của anh chị. Rồi chúng ta quay trở lại nào. Ở đây chúng ta có hệ thống đèn LED ở cái phần viền này. Và cái phần đèn gương này cũng chuyển sang đèn LED rồi nhá. Trước là halogen thì bây giờ là LED. Gương điện của chúng ta sẽ tự động chống chói. Gương điện chúng ta tự động chống chói. Kính trần toàn cảnh. Kính trần toàn cảnh một chạm. Quá tuyệt vời luôn. Không thể tin được. Trên chiếc Cross là thế hệ mới này, quá nhiều những cái trang bị mới. Có một cái hay ở đây này, Văn Hội muốn giới thiệu cho anh chị ở đây. Ở trong phần này nhá. Chúng ta nhớ là bấm gạt sang để chúng ta sang được những cái phần cài đặt setting này. Anh chị nhìn setting đi nhá. Setting sang đây đi. Chúng ta đẩy lên chế độ này. Rất nhiều các chế độ khác nhau nhá. Để chúng ta có thể tìm hiểu được ở bên trong nó là những cái gì. Các phần khác nhau. Cực kỳ là rõ nét và chi tiết luôn. Anh chị nhìn thấy này. Từ cài giờ này. Chỉnh ánh sáng đèn này. Lệch làn này. Cảnh báo điểm mù này. Cảnh báo phương tiện cắt ngang này. Thì riêng cái bản hybrid này của chúng ta, phanh tay điện tử hoặc là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA gì, chúng ta có thêm cái PKSB này này. Anh chị nhìn thấy hay không? Có chướng ngại vật ở phía sau là bản này sẽ phanh nhá. Có chướng ngại vật ở phía sau bản này sẽ phanh. Trong cái phần Vehicle này chúng ta nhớ là phải vào tiếp thì chúng ta còn điều chỉnh của cái phần cốp điện hay là cảm biến áp suất lốp, cài đặt áp suất lốp hay là đổi lốp như thế nào đó thì trong sách dẫn sử dụng hoặc là trong một cái bài khác. Ngay như cái km điện tử này thế, chúng ta chọn được cái loại hiển thị khác nhau. Chúng ta đổi được nhá. Anh chị đổi được nhá. Nhớ là anh chị còn đổi được. Thay đổi hết mà. Rất hay luôn. Không phải là nếu mà không chia sẻ như thế này nhiều anh chị không biết được đâu. Cái loại meter này cũng vậy, analog hay là điện tử. Anh chị nhìn thấy không? Sporty, nhiều hiển thị khác nhau, cây xùa, smart, thông minh. Đó, để smart này đi. Riêng xe đã thông minh thì phải để smart đi ạ. Ngôn ngữ này, hệ thống hybrid này, chip A, chip B này, default về cài đặt này. Trong ngôn ngữ này nhớ là chúng ta có tiếng Việt nhá. Chúng ta nhớ là có tiếng Việt nhá. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh được rất nhiều thứ. Đó, giữ lâu vào đây. Ta sẽ vào được cái phần cài đặt. Để vào bên trong. Văn Hệ để tiếng Anh đi cho nó trông nó nhiều cái khác nhau. Cài đặt xe này, trong cài đặt xe giữ lâu này. Chúng ta sẽ trở về này. Rất nhiều cái khác nhau anh chị nhá. Để chúng ta có thể cài đặt được. Rất nhiều cái thay áp suất lốp, rảnh tay, cốp điện, điều chỉnh mở, mở rảnh tay. Chúng ta không muốn mở rảnh tay thì thôi đúng không ạ? Rất khác nhau đúng không nhá? Rất hay luôn. Ngoài ra thì chúng ta còn có gì ở đây nữa? Vô lăng sẽ chỉnh là 4 hướng nhá. Vô lăng của chúng ta chỉnh 4 hướng. Cao, thấp, lên, xuống.
Nếu mà động cơ điện mà nổ, anh chị nhìn chữ ready này, EV này, mà êm quá đúng không ạ? Không nghe tiếng gì cả. Đó, sạc không dây đây rồi. Học để đồ to. Cái màu này, cái màu của cái màu này sẽ khác một chút nhá. Trong khi đó cái ghế này, ghế này cực kỳ thoải mái này. Chúng ta có gì nữa nào? Chúng ta có ở đây đó chính là cái phần ghế chúng ta ngả ở đây đi. Và chúng ta sẽ có cái phần sạc Type-C ở đây. Sạc Type-C ở đây nhá. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Sạc Type-C anh chị nhìn thấy không? Cửa gió điều hòa sau này. Cửa gió điều hòa sau. Vậy cái đường trước nó đã đẹp như thế này rồi, thì độ rộng rãi ở phía sau là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hiện tại Văn Hội đang ngồi ở hàng ghế thứ hai. Cái khoảng để chân này rất rộng, rất rộng rãi luôn. Thì chúng ta có gì nào? Cái phần tapi đây nhá, vẫn là thêm màu nâu này. Học cốc để đồ này. Văn Hội đánh giá cao. Tiếp là những cái khay để tạp chí phía sau. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Cái báng trần. Kính toàn cảnh như thế này thì giúp cái người ngồi sau cảm giác là không gian nó mênh mông. Kính này rất kính cường lực, rất chắc chắn luôn. Hay bệ, tựa tay này, ghế còn ngả này, dựng ngả này, dựng ngả thêm này. Ở cốp sau Văn Hội đã quay rồi đúng không ạ? Ngồi rất dễ chịu luôn. Thực sự là Cross đã tinh chỉnh cũng như là cho cái người ngồi cái không gian và cái ghế nhân trắc học nữa, ngồi sẽ rất dễ chịu luôn, rất thoải mái. Trong khi đó cái tiết kiệm xăng, anh chị thấy không ạ? Tiết kiệm xăng đây chỉ có 3,01 lít, dán trên cái tem kính. Đây, chúng ta sẽ xem được luôn nhá. Đây, 3,01 lít, quá tiết kiệm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền nào. Xin mời anh chị. Đó chính là review đánh giá cực kỳ là chi tiết chiếc xe Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid thế hệ mới nhất hiện nay. Giá lăn bánh của chiếc xe Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid ở thế hệ hoàn toàn mới thì ở một tỉnh bây giờ mức thuế đang áp dụng là 10%. Trong khi đó Hà Nội 12%, một số tỉnh thành bây giờ lên 11% rồi và 12%. Riêng tiền biển số thì có Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu tiền biển số. Ở một clip khác, Văn Hội đã chia sẻ nhanh chiếc Cross 1.8V lăn bánh rồi. Đây nói riêng về phiên bản 1.8 Hybrid. 905 triệu đồng, xe có những màu sắc như màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu xanh xám hay màu xám ánh bạc. Thì các màu riêng màu trắng ngọc trai sẽ có mức giá cộng thêm 8 triệu đồng. 905 triệu đồng lăn bánh ở một tỉnh, bao gồm các loại thuế phí theo quy định nhà nước, chưa bao gồm khuyến mại anh chị nhé, sẽ là 998 triệu đồng. Trong khi đó, ở Hồ Chí Minh cộng thêm 20 triệu đồng sẽ là 1 tỷ 018 triệu đồng. Hà Nội chắc chắn rồi, 20 triệu tiền biển số thì chúng ta còn có thêm 12% thuế, vậy là lệch 2% sẽ lăn bánh là 1 tỷ 036 triệu đồng. Nó rẻ hơn rất nhiều so với thế hệ trước, nhưng rẻ hơn nữa nếu mà anh chị muốn mua Toyota Cross với chương trình vay trả góp lãi suất từ 1,99%, có những gói vay 3,99%, và các chương trình phần trăm khuyến mại này thì sẽ theo từng thời điểm. Hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn xe của tôi sẽ tư vấn cho anh chị là mua trả thẳng, mua trả góp như thế nào. Cứ hơn 300 triệu đồng thôi là mang ngay một chiếc Cross ở thế hệ hoàn toàn mới nằm trong nhà anh chị rồi. Đó chính là chi tiết ở phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Đúng không ạ? Cả trả thẳng, trả góp. Chúng tôi nếu mà mua xe dịp trong dịp sớm như thế này, anh chị còn được tặng những gói quà tặng cụ thể ra làm sao? Hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Tuyệt vời đúng không ạ?